Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cậu bé đang trồng cây. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu xanh dương cho cái mũ của cậu bé này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu hồng, màu vàng cho cái mái tóc của cậu bé này. Chiếc quần thì mình sẽ sử dụng màu xanh đậm để tô màu cho chiếc quần của cậu bé này nhá. Tiếp theo là mình sẽ tô màu xanh cho cái áo của cậu bé này. Mình sẽ thêm một chút màu vàng để trang trí thêm cho chiếc quần này. Và mình sẽ tô màu xanh cho cái cây này nha. Tiếp theo là màu đỏ, màu vàng cho cái quần của cậu bé. Thêm màu nâu cho phần cành cây. Theo là màu tím cho cái đôi giày của cậu bé. Và để tô màu cho chiếc xẻng mà cậu bé này đang cần thì chiếc xẻng này sẽ được mình tô bằng cái bút chì màu tím nha các bạn. Tiếp theo để tô màu cho đôi giày mà cậu bé này đang đi, mình sẽ sử dụng màu cam của mình để tô màu cho đôi giày này. Tiếp theo là mình sẽ tô màu cho cái xẻng này bằng màu cái cán tô màu xanh nhé. Và bức tranh về cậu bé. Tiếp theo là màu đen cho cái đã được tô màu vào thành xã hội nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tô màu cho bức tranh của mình. Bye bye. Mình cho tô màu nâu, màu nâu cho cái phần này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình đang chuẩn bị sẵn bức tranh về hai bạn nhỏ đang cùng nhau làm vườn và dọn sạch những lá cây trên một cái cây của cụ này nha. Và bây giờ
màu và trang trí cho bức tranh này nhé. Tôi sẽ tô màu nâu cho thân cây của cái cây cực vụ. Theo là màu xanh lá cho các em. Video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.